Hội thứ hai, phẩm duyên khởi. Tôi nghe như vậy, một thời ở núi Thiếu Phong thuộc thành Vương Xá, Đức Thế Tôn cùng với đại chúng Bí Xô 5.000 người, đều là bậc A-La-Hán đã diệt trừ hết các lậu hoặc, không còn phiền não được chân tự tại, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát như ngựa hay rồng lớn được thuần thục. Việc cần làm đã làm, việc cần giải quyết xong, đã bỏ các gánh nặng, được tự loại, hết các kiết sử, chánh tri giải thoát, trí tâm tự tại, cứu cánh đệ nhất, chỉ trừ Ananda còn ở địa vị hữu học, đắc quả dự lưu, trong đó cụ thọ thiện hiện là bậc thượng thủ. Lại có 500 bí xô ni đều đắc quả A-la-hán, trong đó tôn giả chỉ dự là bậc thượng thủ. Lại có vô lượng chúng ô ba sách ca, ô ba tư ca đã được kiến đế. Lại có vô lượng vô số chúng đại bồ tát đều được đà la ni và tam ma địa thường an trụ tánh không, hoạt động trong cảnh giới vô tướng, nguyện vô phân biệt, luôn luôn hiển hiện ở trước. Đối với các pháp tánh đầy đủ nhẫn bình đẳng, được vô ngại biện tài, thần thông bất thối, lời nói việc làm thanh cao, siêng năng không biếng nhác, truyền bá chánh pháp không có mong cầu, ứng hợp chân lý, căn cơ lìa các dối gạt. Đối với pháp nhẫn thâm sâu, đạt đến chỗ rốt ráo, trừ các sợ hãi, làm cho quân ma hàng phục, diệt trừ tất cả các hoặc và nghiệp chướng, đầy đủ trí tuệ biện tài, phương tiện quyền xảo, đã vô số kiếp trang nghiêm bằng đại thệ nguyện, trước khi nói biểu lộ nét mặt tươi vui, nụ cười hàm tiếu, khen ngợi bằng lời nói hay đẹp, thông suốt vô cùng, oai đức tôn nghiêm, ở giữa chúng không sợ, phong thái nhàn nhã, đi đứng hợp với nghi tắc, giảng chánh pháp thông suốt như nước chảy. Trải qua nhiều kiếp không dứt, quan sát các pháp đều như huyễn, như sóng nắng, như cảnh trong mộng, như trăng dưới nước, như tiếng vang, như hoa đốm trên không, như bóng hình trong gương, như thành càn thát bà. Các thứ biến hóa đều biết là không thật, chỉ hiện ra giống như có. Tâm không thấp hèn mà thản nhiên không sợ, nên có thể lãnh hội được tất cả pháp môn, hiểu rõ thông suốt tâm hạnh, chỗ hướng đến của chúng sanh mà cứu vớt họ, thành tựu nhẫn tối thượng, khéo biết thật tánh, tiếp nhận đại nguyện của vô số chư Phật ở vô biên cõi Phật trong khắp mười phương, thường thiền định chánh niệm tỉnh giác. Vì muốn độ chúng hữu tình, nên đã từng phụng sự khuyến thỉnh chư Phật trụ lâu ở đời, chuyển bánh xe chánh pháp, diệt trừ các phiền não, kiến chấp trói buộc, an trụ vô lượng trăm nghìn pháp môn đẳng trì, dẫn phát vô biên thiện pháp thù thắng. Các đại Bồ Tát này đầy đủ vô lượng công đức như vậy. Các vị đó là Bồ Tát Hiền Hộ, Bồ Tát Bảo Tánh, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Nhân Thụ, Bồ Tát Tinh Thọ, Bồ Tát Thường Thọ, Bồ Tát Đức Tạng, Bồ Tát Thượng Tuệ, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Thắng Tuệ, Bồ Tát Tăng Trường Tuệ, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Thiện Phát Thú, Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh, Bồ Tát Thường Tinh Tiến, Bồ Tát Thường Gia Hạnh, Bồ Tát Bất Xả Ách, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Vô Tỷ Tuệ, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Kim Cương Tuệ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Tử Thị. Như vậy vô lượng trăm ngàn muôn ức đại Bồ Tát đều là con của bậc Pháp Vương, có thể nối ngôi tôn quý mà làm bậc thượng thủ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn tự trải tọa cụ ngồi kiết già trên tòa sư tử, thân ngay thẳng an trụ chánh niệm, nhập chánh định tối thượng, các chánh định đều được sanh ra từ chánh định này. Bấy giờ với chánh tri, chánh niệm Đức Thế Tôn an tường xuất ra khỏi đẳng trì vương ấy, với thiên nhãn thanh tịnh quan sát hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, toàn thân hoan hỷ, từ nơi tướng thiên bước luân dưới hai bàn chân phóng ra 60 trăm ngàn vô số ánh sáng, từ 10 ngón chân, 2 mu bàn chân, 2 gót chân, 4 mắt cá, 2 ống chân, 2 bắp chân, 2 đầu gối, 2 đùi vế, 2 bắp vế, eo hông bụng lưng rốn tim ngực, chữ vạn ngay ngực, 2 bên vú, 2 nách, 2 vai, 2 bắp tay, 2 khuỷu tay, 2 cánh tay, 2 cổ tay, 2 bàn tay, 10 ngón tay, ót,
cổ họng má cằm hai gò má đỉnh đầu trán hai chân mày hai mắt hai tay hai mũi miệng bốn răng cửa 40 răng tướng lông giữa đôi chân mày đều phóng ra 60 trăm ngàn vô số ánh sáng. Mỗi tia sáng này đều chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, từ đó nối tiếp chiếu đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương. Chúng sanh nào gặp ánh sáng này chắc chắn sẽ được vô thượng chánh đẳng giác. Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ từ các lỗ chân lông trên thân đều phóng ra 60 trăm ngàn vô số ánh sáng. Mỗi tia sáng này đều chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, từ đó nối tiếp chiếu đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương. Chúng sanh nào gặp ánh sáng này chắc chắn sẽ được vô thượng chánh đẳng giác. Bấy giờ Thế Tôn hiện thân ánh sáng chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, từ đó nối tiếp chiếu đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương. Chúng sanh nào gặp ánh sáng này chắc chắn sẽ được vô thượng chánh đẳng giác. Bấy giờ Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ trong miệng của Ngài phóng ra tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phát ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng nhiều màu sắc, từ trong ánh sáng nhiều màu sắc này hiện ra hoa sen báu. Ngàn cánh của hoa sen ấy đều có màu hoàng kim được trang nghiêm bằng các châu báu. Ánh sáng hoa sen ấy chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, từ đó nối tiếp chiếu khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương. Trong các đài hoa đều có vị hóa Phật ngồi kiết già thuyết giảng diệu pháp, mỗi mỗi pháp âm đều thuyết pháp tương ưng với 6 pháp ba la mật đa. Hữu tình nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Bấy giờ vẫn ngồi trên tòa, Thế Tôn an trụ vào chánh định sư tử, hiện oai lực thần thông làm cho 3.000 đại thiên thế giới biến động 6 cách. Rung động mạnh đều khắp, vọt lên mạnh, đều khắp, vang động mạnh, đều khắp, khua đập mạnh, đều khắp, gầm giống lớn, đều khắp, nổ, nổ lớn đều khắp, lại làm cho phía đông vọt lên, phía tây chìm xuống, phía tây vọt lên, phía đông chìm xuống, phía nam vọt lên, phía bắc chìm xuống, phía bắc vọt lên, phía nam chìm xuống, ở giữa vọt lên, bốn bên chìm xuống, vọt lên, chính giữa chìm xuống, mặt đất mềm mại, thanh tịnh, chiếu sáng, làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Khi ấy tất cả chúng sanh trong các đường ác, địa ngục bảng sanh ngạ quỷ, địa ngục vô gián hầm lửa trong 3.000 đại thiên thế giới đều được thoát khỏi khổ nạn. Sau khi bỏ thân này được sanh vào loài người và cõi trời lục dục, nhớ đến đời trước nên vui mừng hớn hở đồng đến gặp Phật, tâm thành kính đảnh lễ dưới chân Phật. Từ đây lần lần đến khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương. Như vậy nhờ thần lực của Phật, thế giới biến động 6 cách, tất cả chúng sanh ở trong đường ác đều thoát khỏi khổ nạn. Sau khi từ bỏ thân ấy được sanh trong loài người và cõi trời lục dục, nhớ đến đời trước của mình nên vui mừng hớn hở, từ nơi đó đến gặp Phật đảnh lễ dưới chân Ngài. Khi ấy chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới và hằng hà sa số thế giới khác trong 10 phương, người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người cuồng nhớ nghĩ được, kẻ loạn tâm ổn định được, người nghèo được giàu, người không có áo được áo, người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được trị lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được đầy đủ, người thiếu các căn được đầy đủ, người mê muội được tỉnh ngộ, người lo buồn được yên vui. Lúc đó, các chúng sanh với tâm bình đẳng đối với nhau như cha, như mẹ, như anh em, như chị em, như bạn bè, như người thân xa lìa tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tu tập chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, xa lìa 10 nghiệp đạo ác, tu tập 10 nghiệp đạo thiện, xa lìa tầm tư ác, tu tầm tư thiện, xa lìa phi phạm hạnh, tu chánh phạm hạnh, ưa trong sạch, bỏ ô uế, ưa an tịnh, bỏ huyên náo, thân tâm an nhiên, phát sanh hỷ lạc, như người tu hành nhập định thứ ba, ngay trong hiện tại phát sanh thắng tuệ, đều nghĩ các việc. Bố thí, điều phục, an nhẫn, tinh tấn, tịch tịnh, quán xét, xa lìa buông lung, tu hành phạm hạnh, từ bi hỷ xả, đối với chúng hữu tình, không quấy hại nhau, còn gì tốt đẹp bằng.
Lúc bấy giờ trên tòa sư tử, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng thủ thắng oai đức trang nghiêm che khắp 3.000 đại thiên thế giới và hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương, làm cho ánh sáng núi Tô Mê Lô, Tu Di Sơn, núi Luân Vi, Thiết Vi, vân vân, các cung điện của trời thần rồng cho đến trời Tịnh Cư đều bị ẩn mất, như ánh sáng trăng tròn mùa thu che ánh sáng của các ngôi sao, như ánh sáng mặt trời mùa hạ làm mất ánh sáng các sắc, như núi Chúa Diệu Cao, Tu Di Sơn bằng 4 loại báu che mất ánh sáng của các núi khác. Phật dùng thần lực hiện sắc thân làm cho tất cả chúng sanh ở 3.000 đại thiên thế giới đều trông thấy. Lúc ấy vô lượng vô số chư thiên trời Tịnh Cư cho đến thiên chúng ở cõi trời dục giới, trời tứ đại thiên, người chẳng phải người trong 3.000 đại thiên thế giới, thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử uy nghiêm hào quang rực rỡ, như núi vàng lớn thì vui mừng hớn hở, khen ngợi là việc chưa từng có. Đại chúng đều đem các loại tràng hoa hương bột thơm đẹp, y phục anh lạc, tràng phan lọng kỹ nhạc, châu báu và vô lượng các loại hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa sen hồng, hương hoa sen cõi trời, hoa cây kim tiền cõi trời, hương hoa lá và vô lượng các loại hoa mọc dưới nước, trên bờ dâng cúng dài trên Đức Phật. Do thần lực của Phật, các tràng hoa đó đều xoay tròn trên không, kết thành đài hoa khắp 3.000 đại thiên thế giới, trên trời rủ xuống các loại hoa phan lọng chuông báu, ngọc trang sức, rực rỡ thật đáng ưa thích. Khi ấy cõi Phật này trang nghiêm vi diệu giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hào quang của Phật chiếu sáng khắp 3.000 đại thiên, làm cho các vật trên hư không đều có màu hoàng kim, hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương đều như vậy. Khi ấy nhờ thần lực của Phật trong các quốc độ khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả trời người đều thấy Phật ngồi ngay trước mặt và cho rằng được Như Lai thuyết pháp riêng cho mình. Lúc bấy giờ vẫn ngồi trên tòa, Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ trong miệng Ngài phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp các quốc độ trong 3.000 đại thiên thế giới và hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương. Khi ấy nương theo ánh sáng của Phật, tất cả chúng sanh trong các quốc độ khắp 3.000 đại thiên thế giới đều thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác với chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh và tất cả chúng hữu tình, vô tình với nhiều chủng loại sai khác trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương. Khi ấy nương theo ánh sáng của Phật, tất cả chúng hữu tình ở hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp 10 phương cũng thấy quốc độ này có Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác với chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh và tất cả chúng hữu tình vô tình với nhiều chủng loại khác nhau. Bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà sa số thế giới về phương đông tên là Đa Bảo, Đức Phật hiệu là Bảo Tánh, đang thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Phổ Quang, thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng vân vân nên đến chỗ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà có điểm này? Đức Phật Bảo Tánh dạy Bồ Tát Phổ Quang, từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương Tây, đến thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn. Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Bồ Tát, do thần lực của Phật kia nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Phổ Quang vui mừng hớn hở thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn đến thế giới Kham Nhẫn lễ bái cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật Bảo Tánh dạy Bồ Tát Phổ Quang: lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong Phật Bảo Tánh đem ngàn cành hoa sen màu vàng kim có ngàn cánh được trang trí bằng các châu báu trao cho Bồ Tát Phổ Quang và dặn: Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và thưa lại lời ta như vậy. Đức Bảo Tánh Như Lai có lời hỏi thăm Ngài, có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm các Phật sự. Đến thế giới ấy, ông nên an trụ vào chánh tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức,
Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật bảo tánh dạy, Bồ Tát Phổ Quang nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ, đảnh lễ Phật đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui. Đại chúng đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp và bắt đầu đi, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Đông, đến cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Đi đến cõi Phật này, các vị đảnh lễ Thế Tôn đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên, Bồ Tát Phổ Quang ở trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hằng hà xa số thế giới ở phương Đông, đến thế giới sau cùng tên là Đa Bảo, Đức Phật hiệu là Bảo Tánh. Đức Phật ấy hỏi thăm Thế Tôn, có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, trí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen, màu hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen này giải lại thế giới chư Phật ở phương Đông. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong các đài hoa đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Chúng hữu tình nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Phổ Quang và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui ra, ngồi một bên, các cõi phương đông khác cũng như vậy. Bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà xa số thế giới về phương Nam, tên là Ly Nhất Thiết Ưu, Đức Phật hiệu là Vô Ưu Đức, đang thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Lúc đó có Bồ Tát tên là Ly Ưu, thấy ánh sáng lớn, đại địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ Tát Ly Ưu, từ đây đi về hằng hà xa số thế giới ở phương Bắc, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên có điểm này. Nghe nói rồi, Bồ Tát Ly Ưu vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn, con muốn đến thế giới Kham Nhẫn đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Lúc đó Phật Vô Ưu Đức bảo Bồ Tát Ly Ưu, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Phật Vô Ưu Đức đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim, có ngàn cánh được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát Ly Ưu và dặn, ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật Vô Ưu Đức có lời hỏi thăm Ngài có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào chánh tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại chúng và cõi Phật ấy, mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật Vô Ưu Đức dạy, Bồ Tát Ly Ưu nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Nam, ở cõi Phật nào các vị cũng đều cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, các vị đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên, Bồ Tát Ly Ưu ở trước Phật thưa.